Bạn có biết Tivin sau khi đột phá đấu thánh mạnh như thế nào không? Nữ vương Midota bị đánh trọng thương, Tivin đã tàn sát toàn bộ giáo phái của kẻ thù. Một nửa các thế lực ở Trung Châu đã bị Tivin diệt tận gốc, cùng hồn điện tại Trung Châu đánh nhau kịch liệt, thậm chí còn đích thân giết chết điện chủ hồn điện Hồn Diệt Sinh. Được coi là người đầu tiên trong lớp người trẻ đạt được thành tích như vậy trong đấu khí đại lục. Ở tập này, chúng ta hãy cùng đi phân tích qua quá trình từ lúc Tivin trở thành đấu thánh tới lúc giết chết điện chủ hồn điện nhé. Đầu tiên phải nói đến Tivin làm cách nào để thăng lên đấu thánh. Trước khi Tiêu Viêm thăng cấp lên đấu thánh đã cùng với Midota nữ vương tới một khu cổ địa để giành lấy bồ đề tâm. Khi ấy thực lực của Tiêu Viêm mới chỉ là bát tên đấu tôn. Sau khi nhận được sự đồng ý của cây bồ đề cổ thụ, đã ngồi dưới gốc cây trải qua kiếp luân hồi, thực lực đột phá đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Sau khi Tiêu Viêm trở về Tinh Vân Các bắt đầu bế quan 2 năm, cuối cùng đã đột phá thành công. Nhưng trong thời gian Tiêu Viêm bế quan đột phá đấu thánh, diễn biến của Trung Châu đã có sự thay đổi long trời lở đất. Bốn giáo phái là Hồn Điện, Thiên Minh Tông, Băng Hà Cốc và Phong Lôi Các đã bắt tay liên thủ tạo thành một thế lực tên là Minh Hà Minh. Minh Hà Minh dưới sự dẫn dắt của Hồn Điện Thiên Tôn tấn công Tình Vân Các. Hồn Điện phái ra một bán thánh cao cấp và một bán thánh sơ cấp. Thiên Minh Tông phái ra một bán thánh cao cấp. Thực lực này cho dù đặt vào viện cổ gia tộc cũng không thể xem thường. Rất nhiều khách khanh trưởng lão ở Tinh Vẫn Cát cho là Tinh Vẫn Cát chắc chắn sẽ thua nên đã chạy trốn liền trong đêm. Lúc ấy thực lực của Dịch Lão đã là bán thánh cao cấp, có thể đấu với hai bán thánh cao cấp khác. Người bán thánh sơ cấp lại còn lại sẽ do ba người Mị Đấu Toàn Nữ Vương, Tiểu Y Tiên và Thanh Linh xử lý. Dù Dược Lão phải đối phó với hai người cùng lúc, nhưng sức mạnh linh hồn của ông rất mạnh, tạm thời cầm chân trận đấu diễn ra ngang tài ngang sức. Nhưng phía về Mị Đấu Toàn Nữ Vương lại gặp chút rắc rối. Ba cô gái hợp lực lại vẫn chưa tới ngũ chuyển đấu tôn đỉnh phong, hoàn toàn bị Hồn Điện Bán Thánh chơi đùa trong lòng bàn tay. Ba người tức giận tung ra chiêu ác chủ bài khiến cho Hồn Điện Bán Thánh bị đứt một sợi tóc. Hắn trong cơn giận dữ muốn ra tay giết chết cả ba người. Mị Đấu Toàn Nữ Vương bị trúng một quyền vào đuôi, cả người suýt chút nữa bị nổ tung. Trên thân rắn xuất hiện đầy các vết sạn, hơi thở thoi thóp. Ách nàng đầu của Tiểu Y Tiên cũng bị Hồn Điện Bán Thánh thuận tay lấy đi, đánh một chưởng khiến cho Tiểu Y Tiên mất hết sức chiến đấu. Linh hồn viễn cổ thiên xà của Thanh Lân cũng bị Hồn Điện Bán Thánh làm đổ tung. Khoảng cách giữa đấu tôn và bán thánh là vô cùng lớn, giống như khoảng cách giữa trời với đất vậy. Sau khi Diệt Lão thấy tình cảnh phía ba cô gái nên đã bị phân tâm một chút, kết quả bị lão tổ Thiên Minh Tông nhân cơ hội này một quyền đánh bay, tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất của Tinh Vân Các. Bán thánh sơ cấp của Hồn Điện thấy Diệt Lão bị thương, cảm thấy cơ hội của mình đã tới, đấu khí trong tay ngưng lại rồi bắn về phía Diệt Lão. Nhưng lúc mà bán thánh sơ cấp của Hồn Điện sắp đánh trúng Dược Lão thì bán thánh cao cấp của Hồn Điện đã hét lên mau chạy đi, đáng tiếc đã muộn rồi. Một ngón tay trong suốt từ phía sau Dược Lão xuất hiện, phóng về phía đầu của bán thánh sơ cấp Hồn Điện. Dù đối phương có tránh thế nào cũng vô ích, trực tiếp chọc thủng một lỗ trên mi tâm của hắn. Bán thánh của Hồn tộc chết ngay tức khắc, nhưng linh hồn của hắn lại thoát ra ngoài được. Trong thời khắc quan trọng này, Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng tới bên cạnh Thái Lân nhìn dáng vẻ suy yếu của nàng. Sau khi Thanh Lân ăn viên đạn dược liền nói với Tiêu Viêm ra đó là do tên bán thánh sơ cấp của Hồn Điện gây ra. Sắc ý trong mắt của Tiêu Viêm dần dần ngược lại thành một thể chân thật giống như hai thanh kiếm đỏ bừng. Từ trên trời giáng xuống một chùm ánh sáng màu xám, bao phủ bên phía trên tất cả các đệ tử đang ở bên ngoài Tinh Vân Các. 5.000 đấu hoàng đấu tôn ngay lập tức bị tách ra thành các hạt, sau đó là chùm sáng màu xám thu nhỏ lại bằng kích thước của ba người, bao vây lấy ba vị bán thánh. Bán thánh sơ cấp chỉ là một linh hồn nên ngay lập tức bị phân tách toàn bộ. Dù lão tổ Thiên Minh Tông có chống cự thế nào cũng không ngăn cản được lực phân tách, cuối cùng tự nổ để phá chùm sáng. Bán thánh cao cấp Hồn Điện sau khi làm vỡ vụn không gian truyền tống liền bỏ chạy. Tiêu Viêm đánh ra một quyền khiến cho hắn bị trọng thương, sau đó đánh ra một chưởng về phía đầu của đối phương, nhưng đáng tiếc là vẫn để cho hắn chạy thoát. Vì trong thời khắc quan trọng của Hồn Điện Đại Thiên Tôn ra tay khiến cho ngón tay của Tiêu Viêm phải lùi về. Chuyện của Tiêu Viêm thăng cấp lên nhất tên đấu thánh được truyền đi khắp Trung Châu, giết chết lão tổ Thiên Minh Tông, giết cường giả bán thánh của Hồn Điện với một ngón tay, giao thủ với Hồn Điện Đại Thiên Tôn cũng không bị kém cạnh. Cường giả của cả Trung Châu đều nhao nhao xin gia nhập Tinh Vân Các. Sau khi Tiêu Viêm trở thành đấu thánh, phát hiện sức mạnh của mình rất khó tăng lên, chỉ dựa vào tu luyện phải mất tới mười mấy năm mới có thể tăng lên nhị tên đấu thánh. Vì thế Tiêu Viêm bắt đầu chỉnh đốn lại thế lực của Trung Châu, mà đứng mũi chịu sào đầu tiên chính là Minh Hà Minh. Đích thân dẫn tới 50 đấu tôn tới Thiên Minh Tông, mang đi toàn bộ sách cổ về công pháp của môn phái, giết sạch hơn 2.000 đệ tử Thiên Minh Tông. Ba giáo phái bên dưới của Thiên Minh Tông sẽ do đấu tôn của Tinh Vân Các đứng đầu, còn lại bị tiêu diệt toàn bộ. Tất cả những người đấu tông trở lên đều bị giết. Tiếp theo, ba người bắt tên đấu tôn tới Băng Hà Cốc ở Bắc Vực Trung Châu, ép Băng Hà Tôn giả đến mức tự sát. Tất cả các sách cổ về công pháp của Băng Hà Cốc đều bị mang đi, toàn bộ đệ tử bị giết chết. Đối với Phong Lôi Các, thì vì muốn đích thân ra tay. Lôi Tôn giả chỉ là một nhị tên đấu tôn nhỏ bé, năm đó do Tiêu Viêm học được Tam Thiên Lôi Động nên muốn thủ tiêu Tiêu Viêm, bây giờ lại dám liên thủ với Hồn Điện tiêu diệt Tinh Vân Các. Tiêu Viêm một mình đi tới Phong Lôi Các, bắt các chủ Phí Thiền đã thăng cấp lên đấu tôn, nhìn thấy Tiêu Viêm đến đây còn muốn giữ hắn ở lại, lại bị Tiêu Viêm đánh không còn cặn bã. Sau đó dưới vẻ mặt sợ hãi của Lôi Tôn giả, Tiêu Viêm đã biến thành người khổng lồ cao trăm trượng, đánh một quyền sang bằng Phong Lôi Các. Cùng lúc đó, ba vị bát tên đấu tôn dưới tay của Tiêu Viêm đã tới Hàng Gia Thiên Bát Thành tặng hai viên đan dược cho Hàng Tuyết và Hàng Nguyệt, đồng thời trợ giúp cho Hàng Tuyết trở thành minh chủ của Trung Châu Bắc Vực. Ba thế lực lớn liên tiếp bị tiêu diệt, các cường giả của Trung Châu đều hiểu rằng sắp có sự thay đổi lớn về các thế lực. Tiêu Viêm muốn hợp nhất các thế lực của Trung Châu lại với nhau.
Tiêu Viêm đi tới Tiểu Đan Tháp đấu kỹ thuật luyện dược cùng với Hồng Lão Quái, thành công chế ra Cửu Phẩm Bảo Đan và Bồ Đề Đại Hoàng Đan, xác suất tăng từ cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong thăng cấp lên đấu thánh khoảng 50%. Sau khi thắng cuộc, dưới sự khuyên bảo của Dược Lão và ba vị đứng đầu Đan Tháp, Tiểu Đan Tháp đã đồng ý gia nhập Thiên Phủ Liên Minh. Tiêu Viêm đi tới Phần Viêm Cốc, nghe nói trong đó còn có một vị Hỏa Vân Lão Tổ đột phá đấu thánh khi còn rất trẻ, bởi vì tính cách ác liệt dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, dù đã chiến thắng tâm ma nhưng đã để lại cho cơ thể một mối họa ngầm, đời này chỉ có thể dậm chân tại chỗ như vậy. Tiêu Viêm dùng dị hỏa và quả bồ đề hỏa giúp cho Vân Lão Tổ khôi phục lại. Hỏa Vân Lão Tổ gia nhập Thiên Phủ Liên Minh. Sau đó Tiêu Viêm đã liên lạc với Vân Vận. Vân Vận đã thuyết phục Thái Thượng Trưởng Lão Hoa Tông và dẫn dắt Hoa Tông gia nhập Thiên Phủ Liên Minh. Hiện tại Thiên Phủ Liên Minh có 3 vị nhất tinh đấu thánh, 2 vị bán thánh cao cấp, 3 vị bán thánh trung cấp, là thế lực sức mạnh ở Trung Châu. Sau khi liên minh thành lập, Tiêu Viêm phái đệ tử Tinh Vận Các đi nghe ngóng các phân điện của Hồn Điện. Một tháng tiêu diệt được 18 phân điện. Hồn Điện cũng không nhàn rỗi, trong một tháng đánh sập hơn 20 chỗ của Thiên Phủ Liên Minh. Hai bên duy trì thế giằng co. Tiêu Viêm dành thời gian đưa Mỹ Đỡ Toa Nữ Vương tới Cửu U Điện Minh Mãn Tộc bế quan, cứu được một xà nhân nhị tinh đấu thánh ở Hoàng Tiền Băng Đàm. Thì ra người đó chính là tổng trưởng của Cửu U Điện Minh Mãn Tộc. Sau khi giúp Yêu Minh lấy lại hoàng vị, Mỹ Đỡ Toa Nữ Vương đã bế quan. Tiêu Viêm cùng với Yêu Minh tới bia đá Hoàng Tiền học thiên giai công pháp. Đây là một thù lao mà Yêu Minh đã hứa cho Tiêu Viêm. Ở đây cậu đã học được Hoàng Tuyền Chưởng và Hoàng Tuyền Chỉ, ngoài ra còn học được Hoàng Tuyền Thiên Nộ, mạnh nhất giúp sức cho linh hồn. Nhận được tinh huyết đấu đế của Hoàng Tuyền Yêu Thánh, sau khi nuốt một phần tinh huyết đấu thánh, Tiêu Viêm thăng cấp lên nhị tinh đấu thánh sơ kỳ, chuẩn bị cùng với Yêu Minh đi tới gia tộc phụ thuộc Thiên Yêu Hoàng báo thù. Trên đường đi, nghe tin Thái Hư của Long và Thiên Yêu Hoàng liên thủ chuẩn bị giết Long Hoàng mới lên ngôi, Tiêu Viêm giết hết những người đó rồi nhanh chóng tới Long Đảo tiếp vị cho Tự Nhiên. Giữa đường gặp được một người chuẩn bị tới Đông Long Đảo tiếp viện cho đấu thánh Thiên Yêu Hoàng Bắc Long Vương. Tiêu Viêm và Yêu Minh liên thủ trấn áp mấy vị đấu thánh này. Sau đó Tiêu Viêm đột nhập vào Đông Long Đảo, một ngón tay đã tiêu diệt được kẻ phản bội Thái Hư Cổ Long, người từng chiến đấu với Hắc Kình. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân ở lại dọn dẹp chiến trường. Tiêu Viêm cầm Phật Nộ Hóa Liên bay về phía bầu trời. Lúc này thực lực của Tử Nhiên đã là tứ tinh đấu thánh trung kỳ, cùng chiến đấu với cô ấy là một tứ tinh đấu thánh và hai vị tam tinh đấu thánh của Thái Hư của Long. Thương trường trong tay của Tử Nhiên vô cùng có khí thế, nhưng hai tay thì khó đấu với sáu tay. Xuất hiện của Tiêu Viêm khiến cho Tử Nhiên cảm thấy yên tâm hơn. Tử Nhiên để cho Tiêu Viêm cản giúp cô ấy vài phút. Tiêu Viêm sử dụng hết tất cả những gì anh ấy học được, lấy sức mạnh của nhị tinh đấu thánh chiến đấu với tam đại long vương, sử dụng chiêu ngũ sát bán hỏa liên phóng ra thiên giai đấu kỹ, lại dùng tam thiên lôi huyễn thân bọc ngoài vật nổ hỏa liên cùng tay long vương đồng quy vô tận. Tay long vương trong số tam đại long vương bị nổ vô cùng thê thảm, trong cơn tức giận đã hóa thành hình dạng rồng. Hai vị long vương còn lại cũng biến thành dạng nửa rồng nửa người tấn công Tiêu Viêm. Tiêu Viêm dùng Hoàng Tuyền Thiên Nộ đánh cho ba người kêu thảm thiết, nhưng liên tục chiến đấu với cường độ cao, Tiêu Viêm cũng cảm thấy kiệt sức. Tam Đại Long Vương thấy Tiêu Viêm đã thấm mệt, liền tung ra chiêu cuối. Chính lúc ấy, Tử Nhiên đã vắt cạn sức lực triệu hồi thần khí đặc biệt của Thái Hư của Long Hoàng, Trảm Long Kiếm. Tam Đại Long Vương đứng yên tại chỗ, khắp cả Long Đảo lặng ngắt như tờ. Tất cả Thái Hư Cổ Long không thể kiểm soát quỳ trên mặt đất, uy lực của Trảm Long Kiếm là quá lớn, Tiêu Viêm không thể chịu nổi phải rút khỏi chiến trường. Đấu Thánh Thiên Yêu Hoàng run rẩy khắp người, Tử Nhiên cầm thanh kiếm sắc phóng về phía Tây Long Vương, khiến cho hắn chết ngay tại chỗ. Bắc Long Vương ném Nam Long Vương về phía Tử Nhiên, còn bản thân nhanh chóng chạy trốn. Nam Long Vương đầu và thân mỗi thứ một nơi. Một thanh kiếm khí vô hình chém về phía Bắc Long Vương, chặt đứt một cánh tay của hắn, cuối cùng vẫn để cho hắn chạy thoát. Tiêu Viêm quay về Thiên Phủ Liên Minh, Tử Nhiên rảnh rỗi không có việc gì làm cũng đi cùng trở về. Đúng lúc này Tinh Vận Các nghe ngóng được vị trí đặt tông bộ của Hồn Điện, sau đó tất cả các đấu thánh đều lập tức tới đó. Dưới sự giúp đỡ của Tử Nhiên đã thành công đánh lui phó điện chủ của Hồn Điện, đoạt lấy linh hồn của hắn. Sức mạnh linh hồn của Tiêu Viêm tiến hóa thành thiên cảnh đại viên mãn. 7 ngày sau, tại bờ Đông Hải, một tòa cung điện khổng lồ bay lên từ mặt biển. Tiêu Viêm dẫn dắt các đấu thánh của Thiên Phủ Liên Minh đi đoạt lấy Tịnh Liên Yêu Hỏa. Dưới sự trợ giúp của Tịnh Liên Yêu Hỏa đã luyện ra được bổn nguyên của yêu hỏa. Tiêu Viêm dùng thời gian 2.5 năm mới có thể thôn vệ được Tịnh Liên Yêu Hỏa. Sau khi ra ngoài, phát hiện ra Thiên Phủ Liên Minh và Hồn Điện đã tới giai đoạn vô cùng căng thẳng. Hồn Điện gửi tới chiến thư, khi mọi người đang không biết làm sao thì Tiêu Viêm quay về, tiếp nhận chiến thư, đập tan cái bóng của phó điện chủ Hồn Điện. Trận đại quyết chiến giữa Thiên Phủ Liên Minh và Hồn Điện dần đến ngày, tất cả các giáo phái ở Trung Châu đều tới xem. Quy định trận quyết chiến là đấu 3 trận, bên nào giành được chiến thắng nhiều hơn sẽ chiến thắng. Trận đầu tiên Tiêu Chiến đấu với Hồn Ma Lão Nhân, ngũ tinh đấu thánh trung kỳ đấu với lục tinh đấu thánh trung kỳ. Tiêu Chiến sử dụng Phá Thiên Tam Phủ, Hồn Ma Lão Nhân sử dụng cấm thuật của Hồn tộc, cuối cùng hai người đều tổ huyết và phải lưu lại về phía sau, trận đấu hòa. Trận thứ hai, Đàn Tháp Lão Tổ đấu với Hồn Thiên Mạch, lục tinh đấu thánh đấu với thất tinh đấu thánh, hai người bố trí kết giới không ai nhìn thấy bên trong đang xảy ra chuyện gì, cuối cùng hai người đều hòa nhau. Trận thứ ba, Tiêu Viêm đấu với điện chủ của Hồn Điện, ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ đấu với ngũ tinh đấu thánh trung kỳ. Khoảng cách giữa các cấp đối với Tiêu Viêm mà nói cũng chả là gì, dường như là đè điện chủ của Hồn Điện xuống mà đánh, còn át chủ bài của Hồn Diệt Sinh chính là tử hỏa của Hư Vô Thôn Viêm. Nhưng mà rất tiếc rằng, sau khi Tiêu Viêm đã nuốt Tịnh Liên Yêu Hỏa đã sinh ra hỏa hồn, đoạt lấy Hư Vô Thôn Viêm tử hỏa.
Thì viêm cuối cùng sử dụng hoàn tuyền thiên nộ và phật nộ luân hồi, ngưng kết chùm sáng thành sợi rất mảnh đâm xuyên qua lục phủ ngũ tạng của Hồn Diệt Sinh, giết chết điện chủ của Hồn Điện. Nhưng điện chủ của Hồn Điện vẫn chưa chết hoàn toàn, sau này khi hồn tộc đại chiến hắn sẽ lại xuất hiện. Những tình tiết còn lại chúng ta sẽ nói sau. Trên đây là những trận chiến oanh liệt nhất của Tiêu Viêm sau khi đột phá đấu thánh. Các bạn thấy có bá đạo không? Cùng để lại ý kiến trong phần bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.